Thưa quý vị và các bạn thân mến, một thông tư được Bộ Tài chính ban hành từ năm 2007 cho phép lực lượng công an giữ gìn an toàn giao thông được phép giữ lại số tiền 70% số tiền xử phạt những người vi phạm. Trong những ngày gần đây, khi một nghị định mới của chính phủ bắt đầu có hiệu lực với mức phạt tăng vọt đối với vi phạm giao thông, có nhiều người dân bày tỏ băn khoăn thắc mắc về việc công an được giữ lại tiền phạt lên đến hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Báo Tiền Phong hôm 6 tháng 1 ước tính rằng tổng số tiền phạt công an được giữ lại trong 2 năm 2018 và 2019 lên đến gần 3.800 tỷ đồng. Tờ báo dẫn số liệu từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho thấy trong năm 2019 lực lượng Cảnh sát Giao thông Việt Nam phạt hơn 1 triệu trường hợp vi phạm, thu về gần 2.800 tỷ đồng. Con số của năm 2018 cũng là hơn 4,1 triệu trường hợp nhưng số tiền phạt thấp hơn một chút, là hơn 2.600 tỷ đồng. Từ các con số nói trên, Tiền Phong tính toán rằng theo thông tư số 89 năm 2007 của Bộ Tài chính, lực lượng cảnh sát giao thông có thể đã được giữ lại khoảng 1.934 tỷ trong năm 2019 và 1.829 tỷ trong năm 2018. Theo tìm hiểu của phóng viên, quy trình chính thức được nêu trong thông tư là người vi phạm phải nộp phạt ở kho bạc nhà nước, đồng thời hai lần mỗi tháng vào đầu tháng và giữa tháng, các sở tài chính căn cứ vào số tiền phạt thực tế mà kho bạc nhà nước các tỉnh thành thu được để từ đó tạm trích và cấp cho các đối tượng được thụ hưởng, mà cụ thể là trích 70% cho lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Lâu nay nhiều người dân tỏ ý phân vân về quy định nêu trên. Nhà hoạt động xã hội Lê Văn Dũng, thường được biết với biệt danh Lê Dũng Vova trên Facebook, nói với phóng viên: công chức đi làm hàng ngày họ đã được ăn lương thì sao họ lại được lấy tiền từ ngân sách? 70% số tiền phạt hàng ngày ra để chia, cái đó hoàn toàn là không có một cơ sở pháp lý nào. Ông Dũng cho rằng một cơ quan về tư pháp của Việt Nam cần phải rà soát lại thông tư của Bộ Tài chính để đảm bảo tính hợp lý của nó. Ông nói thêm rằng việc ngành công an được hưởng một tỷ lệ đáng kể từ tiền phạt có thể kích thích các ngành khác đòi quyền lợi tương tự. Ông nói, sẽ xảy ra tình trạng các bộ ngành có thẩm quyền đi xử phạt ông nào cũng đòi ban hành thông tư để được hưởng 50-70% tiền phạt đó thì nó trở thành tình trạng gần như là vô chính phủ. Trong bài báo của Tiền Phong hôm 6 tháng 1, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay tất cả các tiền phạt công an thu được đều nộp về ngân sách nhà nước, rồi sau đó sẽ được phân bổ lại một phần cho Trung ương, một phần cho địa phương theo quy định của pháp luật. Phần tiền dành cho Bộ Công an được sử dụng để mua sắm thiết bị hay cho các mục đích khác đều căn cứ vào danh mục cụ thể của Bộ Công an. Ông Tô Lâm cho biết nhưng không đi vào chi tiết các mục đích khác. Cách đây ít ngày, Nghị định số 100 năm 2020 của Chính phủ Việt Nam bắt đầu có hiệu lực, trong đó quy định các mức xử phạt vi phạm giao thông cao hơn nhiều so với trước đây. Riêng mức phạt đối với tài xế sử dụng rượu bia có thể lên đến 40 triệu đồng. Đang có những ước tính cho rằng với nghị định này, số tiền phạt người vi phạm giao thông sẽ tăng vọt trong năm 2020 này, cũng đồng nghĩa là phần 70% công an được giữ lại sẽ tăng lên tương ứng. Trên mạng xã hội, nhiều người lo ngại rằng với đặc quyền được hưởng phần lớn tiền phạt, ngành công an có thể sẽ phạt vô tội vạ. Facebooker có nhiều ảnh hưởng, Lê Dũng Vova chia sẻ với mối lo này, ông nói với phóng viên. Hiện giờ chưa có cơ quan nào làm việc giám sát việc xử phạt của cảnh sát giao thông, xem họ phạt đúng hay sai, tại vì đa số người dân nắm pháp luật yếu lắm. Với thông tư cho chia 70% cho ngành công an thì chắc chắn là cảnh sát giao thông đứng ngoài đường sẽ phạt bừa đi chẳng hạn, làm nhiều thì được hưởng nhiều. Tôi e ngại là vì họ được chia nhiều tiền thì họ sẽ làm quyền. Hết trích. Mối lo ngại của ông Dũng và nhiều người dân được Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong xác nhận trong một bài phỏng vấn được đăng trên Tiền Phong cùng ngày 6 tháng 1 năm 2020. Ông nói nếu không có giám sát, nghị định mới có thể sẽ trở thành miếng mồi ngon để người ta lạm dụng và lợi dụng, hàm ý nhắc đến lực lượng thực thi pháp luật. Đây cũng là điều
đang được dư luận xã hội rất quan tâm và bản thân chúng tôi cũng thấy điều đó, ông Phong nói. Nghị định 100 của chính phủ có hiệu lực từ năm 2020, áp dụng mức xử phạt rất cao và phạt tất cả những ai lái xe mà trong máu có nồng độ cồn dù ít hay nhiều, từ ma men đến anh hùng bàn nhậu đến những người chỉ uống một chén cho vui đều ngã ngửa khi nhìn vào mức xử phạt. Việc soạn thảo Nghị định 100 thay thế Nghị định 46 thuộc thẩm quyền của chính phủ và tinh thần xử lý nghiêm sự người sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện giao thông đã được đưa vào luật. Điều này cũng thể hiện quyết tâm rất cao của chính phủ, Quốc hội trong việc phòng chống tác hại rượu bia, ngăn ngừa cho xã hội tai nạn giao thông nhằm thay đổi hành vi nhận thức. Quá trình chính phủ soạn thảo nghị định chúng tôi không được tham gia, nhưng mong muốn của chính phủ là nâng mức hình phạt cao lên để tăng tính răn đe, giảm thiểu tai nạn giao thông và cũng tạo thói quen tốt, qua đó cũng hạn chế những tác hại khác mà nó mang lại. Có thể nói quyết tâm chính trị của chính phủ rất cao, điều đó cần thiết và cần được ủng hộ. Tuy nhiên, luật nào ra đời và đi vào cuộc sống thì bao giờ cũng có nguy cơ bị lợi dụng và lạm dụng. Nếu không có giám sát thì có thể sẽ trở thành miếng mồi ngon để người ta lạm dụng và lợi dụng. Đây cũng là điều đang được dư luận xã hội rất quan tâm và bản thân chúng tôi cũng thấy điều đó. Trước đây quy định phải 0,5ml nồng độ cồn trong khí thở trở lên thì mới bị phạt, còn bây giờ cứ có nồng độ cồn trong khí thở là phạt. Tôi không biết chính phủ tổng kết đánh giá việc này như thế nào để có thay đổi đó trong Nghị định 100. Sau này trong quá trình giám sát sẽ phải bàn bạc lại vấn đề này, bởi như quy định hiện nay người ta có thể chỉ uống chút rượu bia khi ăn cơm, thậm chí ăn hoa quả hay uống thuốc với một loại cũng có thể làm tăng nồng độ cồn. Như thế không khéo cũng bị phạt oan, rồi không khéo lại dễ sinh ra móc ngoặc trùng chi. Tôi bỏ cho anh một vài trăm nghìn rồi được đi thay vì xử phạt. Điều này người dân rất quan tâm và tôi cho là rất đúng. Hiện nay có 20 nước áp dụng phương án cứ có nồng độ cồn trong khí thở thì xử phạt. Nghị định 100 này có hiệu lực thì chúng ta nằm trong nhóm 20 nước đó. Còn lại 80 nước thì mức độ cồn trong khí thở phải đạt đến ngưỡng nào đó người ta mới xử phạt. Việc này chúng ta cần phải xem xét nghiên cứu chứ không thể làm một phát ăn ngay được. Bởi không khéo dễ dẫn đến bị lạm dụng và lợi dụng, như vậy sẽ phản tác dụng. Luật đưa ra với tính nhân văn, sức hiệu triệu với một thông điệp tốt cho xã hội như vậy. Thế nhưng những người tác nghiệp thực thi pháp luật mà không đàng hoàng thì lại vô tình biến luật thành điều không tốt, ảnh hưởng xấu tới xã hội. Giám sát về việc này không chỉ riêng Quốc hội hay cơ quan có thẩm quyền nào mà cần có sự tham gia giám sát của toàn dân với góc độ phản biện xã hội. Nếu thấy lực lượng cảnh sát giao thông làm không đúng, người dân hoàn toàn có thể chụp ảnh, quay phim rồi đưa lên mạng xã hội để cho toàn dân biết ai làm sai, ai vi phạm, ai cố tình lợi dụng, lạm dụng thực thi pháp luật. Nếu xảy ra vi phạm phải xử lý đến nơi đến chốn và cũng phải thông qua việc này mà làm trong sạch đội ngũ tác nghiệp. Trong dư luận hiện nay, theo tôi được biết thì lòng tin của người dân với lực lượng cảnh sát giao thông chưa được tốt, cho nên mấy anh đã ra quân thì phải làm cho tốt, cho công khai minh bạch và cho đàng hoàng. Thực hiện quy định xử lý này phải làm lâu dài, bền vững chứ không phải ra quân vài bữa cho có phong trào, sau đó đâu lại vào đấy để rồi lợi dụng, lạm dụng làm méo mó chính sách cũng như hình ảnh của người cảnh sát giao thông, như vậy càng không hay. Bộ Công an và Chính phủ đã tính toán chế độ lương bổng và những bồi dưỡng ca kíp của lực lượng công an so với nhiều lĩnh vực khác cũng tương đối tốt. Tuy nhiên ở đây là lo ngại sự lợi dụng và lạm dụng chính sách trục lợi. Đương nhiên, sự lo ngại này thì lĩnh vực nào cũng có. Muốn ngăn chặn tình trạng này, dư luận phải lên tiếng giám sát phản biện xã hội với một quyết tâm nỗ lực cao. Bên cạnh đó, có những cán bộ chiến sĩ vi phạm phải bị xử lý nghiêm minh chứ không thể vi phạm đầu này lại chuyển sang đầu kia, trạm này chuyển qua trạm kia, như vậy là không đàng hoàng, người ta không phục. Trục lợi chính sách ăn đút lót với nhau thì đó cũng là hình thức tham nhũng. Đã vi phạm thì tùy theo mức độ nếu phát hiện được phải xử lý nghiêm, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự cho ra khỏi ngành, như vậy mới có thể đem lại lòng tin cho nhân dân và bảo đảm tính răn đe.
Theo quy định mới, tài xế sử dụng rượu bia có thể xử phạt lên đến 40 triệu đồng và lực lượng công an sẽ giữ lại 70% số tiền này dựa căn cứ thông tư số 89 của Bộ Tài chính. Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, việc này được thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo thông tư 89 của Bộ Tài chính, lực lượng công an được giữ lại 70% số tiền xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông. Căn cứ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, tài xế sử dụng rượu, bia sẽ bị xử phạt lên đến 40 triệu đồng. Như vậy, số tiền xử phạt đối với người vi phạm tham gia giao thông sẽ tăng vọt trong năm 2020 này, đồng nghĩa với việc lực lượng công an được giữ lại khoản tiền lớn tương ứng với 70% số tiền được phạt. Trao đổi qua điện thoại với báo Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết tất cả số tiền lực lượng công an xử phạt đều nộp về ngân sách nhà nước và sẽ được phân bổ cụ thể. Trung ương là bao nhiêu, địa phương là bao nhiêu và dựa theo quy định của pháp luật. Số tiền đó sử dụng vào việc mua sắm thiết bị hay sử dụng vào việc gì đều có căn cứ vào danh mục cụ thể của Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nói. Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết năm 2019, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã lập biên bản hơn 4,1 triệu lượt trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt hơn 2.764 tỷ đồng, tước 342.300 giấy phép lái xe, tạm giữ 652.078 phương tiện. Như vậy, theo thông tư 89 của Bộ Tài chính, lực lượng Cảnh sát Giao thông có thể giữ lại khoảng 1.934 tỷ. Năm 2018, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết lực lượng Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra xử lý 4.171.791 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 2.613 tỷ 587 triệu đồng. Với con số này, lực lượng Cảnh sát Giao thông có thể giữ lại 1.829 tỷ. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã ký văn bản báo cáo liên quan đến nội dung trên, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và căn cứ vào quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, nội địa. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 89/2007/TT-BTC hướng dẫn việc thu nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, nội địa phù hợp với pháp luật ngân sách nhà nước. Theo thông tư 89, việc phân bổ tiền thu phạt vi phạm hành chính được thực hiện như sau. Trích 70% cho lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trích 10% cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải hoạt động tại địa phương để sử dụng cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của địa phương, bao gồm cả việc sử dụng để hỗ trợ kinh phí cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải của Trung ương đóng vào hoạt động ổn định tại địa phương theo các nội dung quy định tại điểm 1.1 khoảng 1 mục 4 thông tư này. Trong đó, nếu tại địa phương có trạm cần kiểm tra xe, cảng vụ đường thủy nội địa đóng vào hoạt động thì trích 2% cho trạm cần kiểm xe, nhưng tổng số tiền trích không quá 30% số thực thu tiền phạt nộp vào tài khoản tạm giữ phát sinh tại trạm cân. Trích 2% cho cảng vụ đường thủy nội địa, nhưng tổng số tiền trích không quá 40% số thực thu tiền nộp phạt vào tài khoản tạm giữ phát sinh tại cảng vụ. Trạm cân kiểm tra cảng vụ đường thủy nội địa sử dụng nguồn kinh phí được trích trên cho các nội dung quy định tại điểm 1.1 khoản 1 mục 4 thông tư này. Trích 10% cho Ban An toàn Giao thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trích 10% cho các lực lượng khác trực tiếp tham gia vào công tác trật tự an toàn giao thông tại quận, huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn, trừ lực lượng công an và thanh tra giao thông vận tải địa phương. Năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu theo hướng tham mưu Thủ tướng Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quy định cụ thể tỷ lệ phân chia nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông của ngành công an trên địa bàn dành cho ngân sách trung ương 30%, ngân sách địa phương là 70%. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn.
hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.